Thưa quý vị, những ngày qua các tỉnh miền Tây đã có nhiều cơn mưa, giúp thời tiết mát mẻ, ruộng đồng, kênh rạch có thêm sức sống. Mùa mưa tới cũng là lúc nông dân quay trở lại sản xuất vụ mùa mới. Đại khí tượng thủy văn tỉnh Kiên Giang cho biết mưa khiến đồng độ đồ mặn ở các con kênh và sông nội đồng địa phương giảm xuống. Huyện U Minh Thường xuất hiện mưa nhiều nên người dân nuôi tôm không còn cảnh khát nước ngọt. Mưa xuống làm môi trường nước thay đổi, có nguồn nước mới nên tôm càng xanh, lột vỏ lớn nhanh. Trong khi đó, nhiều người dân nuôi tôm cua biển ở xã Tây Yên A, huyện An Biên vui mừng cho hay mấy ngày qua nơi đây cũng có mưa to giúp nồng độ mặn ở kênh sông được pha loãng, cua biển phát triển tốt và bán được giá. Các con kênh khô cạn ở huyện Trấn Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã có nước trở lại. Người dân tranh thủ những cơn mưa đầu mùa để xuống giống vụ lúa hè thu. Một số ruộng từng khô hạn nay được người dân cho máy cày nhỏ vào cày giòn để kịp xuống giống. Tại các tỉnh như Bến Tre, Tiền Giang, cây trái phục hồi, nông dân dục dịch xuống giống vụ mới nhiều nhà vườn đã tranh thủ những trận mưa trong thời gian qua để giải phân cho dừa bưởi sau những tháng khô hạn khiến cây bị suy xuống sức mưa xuất hiện liên tục cũng đẩy nước mặn ra khỏi nội đồng nên các cống ngăn mặn phía thượng nguồn các nhánh sông chính đã mở để đóng nước ngọt vào nội đồng giúp giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường ở các vườn sâu phía trong không có nước tưới